Xin chào quý vị khán giả đã đến với K-Studio thuộc Cocha Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc. Đây là trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc với mục đích giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp uy tín Hàn Quốc đến các đối tác tiềm năng tại Việt Nam. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những doanh nghiệp uy tín đến từ tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc. Vậy, chúng ta hãy cùng đến với từng doanh nghiệp nhé! Xin chào các bạn, tôi là Phương Thúy. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn công ty Maru Chemical, bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Maru Chemical chuyên sản xuất sản phẩm chất tẩy rửa an toàn, thân thiện với môi trường, được chế tạo bởi các chuyên gia về làm sạch quần áo với 20 năm kinh nghiệm. Mục tiêu của Maru Chemical là đến được gần hơn với người tiêu dùng bằng việc cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Sản phẩm đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn là nước giặt Haru Life Detergent, một sản phẩm thân thiện với môi trường, dùng để giặt quần áo mặc thường ngày với khả năng phân hủy sinh học lên đến hơn 99%. Sản phẩm tiếp theo, nước giặt trung tính Haru Life Neutral Detergent có độ phân hủy sinh học lên đến 92%. Không chỉ vậy, sản phẩm được thêm chế phẩm sinh học EM là tập hợp các loài vi sinh vật có ích nên có khả năng giặt tẩy mạnh mẽ dù không sử dụng các hợp chất hóa học có hại khác. Nhờ đó giúp loại bỏ các vết bẩn lâu ngày, trả lại cho bạn những bộ quần áo trắng tinh tươm như mới. Cuối cùng là viên giặt Refill Type Extract Capsule Detergent, sản phẩm giặt tẩy DIY đang trong quá trình được công ty Maru Chemical phát triển. Với sản phẩm này, người tiêu dùng có thể tạo ra nước giặt hoàn chỉnh ngay tại nhà bằng cách bỏ một viên giặt Refill Type Extract Capsule Detergent vào 1.000ml nước máy và đợi chúng hỏa tan. Sau đó các bạn chỉ cần đổ dung dịch vào chai đựng nước giặt, khay giặt của máy giặt là có thể sử dụng như các sản phẩm nước giặt khác. Maru Chemical tự tin giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của công ty đến các đối tác Việt Nam. Hãy liên hệ với văn phòng Cocha Hà Nội nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của công ty nhé.